Một chút lời, báo cáo tài chính luôn là một cái khu vực mà nhiễu động, mà làm cho nhiều nhà đầu tư gọi là khó giao dịch đấy, của thị trường chứng khoán. Nhưng mà nếu anh em hiểu thêm một chút về cái tâm lý trong cái mùa báo cáo tài chính thì anh chị em sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái lần mà rung lắc nhiễu động như thế này. Anh chị em biết rồi, một năm thì chúng ta có 4 quý và chúng ta sẽ ra báo cáo tài chính vào các tháng, một là tháng 4, hai là tháng 7, ba là tháng 10 và bốn đó là tháng 1 năm sau. Tức là chúng ta sẽ ra từ ngày trung bình là khoảng ngày 20 đến ngày 25 của tháng liền sau khi hết quý. Đấy, vậy thì thường là những cái thời điểm đó anh em biết rồi, đầu tư trong một quý, những cái người người ta đầu tư trong 3 tháng ấy, người ta mua mà người ta nắm giữ cổ phiếu trong vòng khoảng 3 tháng, tức là gọi mình gọi 3 tháng thì nó tương đối là ngắn hạn một chút. Tức là ngắn hạn còn 5-10 ngày nó dạng lướt sóng thì không nói. Còn trung hạn thì phải tầm 6 tháng, 1 năm đổ lên. Ok. Đấy, dài hạn thì 1 đến 3 năm. Kiểu vậy. Đấy, vậy thì nó ở dạng là ngắn hạn. Vậy thì những người người ta muốn chốt lời ngắn hạn thì khi mà tin báo cáo ra tốt rồi thì người ta cũng muốn chốt lời để người ta bảo vệ thành quả. Đúng không? Người ta chưa thấy được những cái kỳ vọng mới ở trong tương lai của nó mà người ta chốt lời. Thì khi mà báo cáo tài chính nó ra ấy, thì nó sẽ tạo ra một vùng giao thoa. Ở vùng giao thoa này nó là vùng của những người đầu tư người ta muốn bán và vùng của những nhà đầu tư người ta muốn mua. Vậy thì ok, đúng không? Ông chốt, nhưng mà tôi là người muốn mua thì mua, thì người ta cũng muốn đó là mua với những cái giá mà nó chiết khấu nó tốt, đúng không? Thông thường một cái kỳ báo cáo tài chính thì thông thường chúng ta sẽ có một cái nhịp mà chỉnh đâu đó khoảng 7-15%. Mình nghĩ nó sẽ là hợp lý. Nó sẽ là hợp lý để nó reset lại toàn bộ, gọi là ví dụ như là cung cầu của các cổ phiếu đó. 7-15% là tùy từng cổ nhé. Ví dụ blue, những cái cổ vốn hóa lớn thì nó khoảng 5-7%, còn những cổ vốn hóa vừa và nhỏ thì nó khoảng 7-15%. Đây cũng là một cái nhịp điều chỉnh mà mình nghĩ là thông thường thôi, quý nào nó chẳng có. Nếu anh em để ý thì quý nào đến kỳ báo cáo tài chính nó nhiễu à, nó nhiễu, chỉ là có quý thì nó điều chỉnh mạnh, có quý nó điều chỉnh nhẹ thôi. Điều chỉnh mạnh hơn thì ví dụ như là nó do những cái tin tức, hoặc là chúng ta có hình dung là cái vĩ mô nó không được tốt lắm, đúng không? Cái kỳ vọng sắp tới nó không có nhiều gì cả thì nó phải điều chỉnh mạnh hơn. Hay là trước đó phải là một cái đà tăng giá kéo dài thì những cái quý mà trong cái kỳ báo cáo nó có thể là nhân cái tiện nó điều chỉnh mạnh hơn thôi. Nhưng mà nếu mà trong những cái kỳ mà ví dụ anh em thấy là đa phần là sideways cũng chẳng quan, hay là chúng ta đã có một nhịp giảm giá kéo dài quý liền trước rồi, thì thông thường những cái quý mà liền sau đó thì thông thường nó sẽ điều chỉnh một cái biên độ nó vừa phải, khoảng 7-15% tùy từng cổ phiếu như mình vừa nói, là có thể là nó sẽ đến cái điểm cân bằng của nó và có thể tạo ra một vùng đáy trong kỳ báo cáo tài chính. Đấy, thì những ai mà muốn mua ấy, thì thông thường cả nhà nên mua vào cái lúc mà thời điểm mà giao báo cáo tài chính, sau đó ổn định khoảng 2-3 phiên, cũng như là ổn định khoảng tuần đi, thì cả nhà mua nó sẽ là thời điểm rất là đẹp. Thì vì thời điểm đó khi mà ra báo cáo rồi thì nó sẽ có những áp lực chốt lời của những nhà đầu tư, người ta không muốn cầm nữa. Ra báo cáo thì đơn giản, một điều đơn giản thôi, đó là người ta thấy đạt kỳ vọng rồi, người ta không muốn cầm nữa, đơn giản thế thôi. Anh em đừng có phải sao nó phải chốt lãi, tại sao phải thế, đừng có áp tư duy của mình như thế nhá. Cứ đơn thuần là giao có tài chính tin ra ở Việt Nam thị trường đầu cơ tin ra là bán, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta đạt target, là người ta chốt lời, đơn giản là như thế thôi. Và nó sẽ xảy ra cái hiện tượng đó là vùng giao thoa. Vùng giao thoa chắc chắn nó sẽ có nhiễu động, và có nhiễu động như vậy thì nó mới tạo ra cơ hội cho người đến sau. Đấy, và người ông nào kỳ vọng thì nhảy vào kỳ vọng. Đấy, và kỳ vọng như thế nào thì chúng ta phải xem cung cầu, thì thông thường nó sẽ xảy ra một cái mức điều chỉnh nó khoảng đó. Đấy là kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ với anh em thêm một chút như vậy. Thực tế là thị trường nó diễn biến nó tương đối là, trong cái mùa báo cáo ấy, nó tương đối là nhiễu động. Chỉ có ai mà không, tức là chúng ta cứ cố chấp thôi, chứ còn thực ra là nó bao năm nay nó vẫn thế. Yeah. Chỉ là chúng ta trước báo kỳ báo cáo mỗi lần nó toàn neo cho chúng ta ở một cái vùng rất là hấp dẫn, nên là chúng ta luôn luôn là full. Xong đến lúc mà kỳ báo cáo chúng ta lại làm gì còn tiền. Đấy, vì thế nên là nói chung là cái này là phải do anh em nhá. Lúc nào mà trước kỳ báo cáo tài chính ấy, tốt nhất là đến cái vùng nhiễu động, một năm chúng ta có 4 lần thôi. Trước vùng nhiễu động thì cứ cho tỷ trọng nó về khoảng 50-50, đánh đấm gì thì đánh. Anh em hình dung không? Thì lúc đó thì chúng ta có tiền mặt để chúng ta mua thêm thì nó hay hơn nhá. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà đầu tư luôn thành công.